Rồi, hello ha, cô chào mấy bạn, mình bắt đầu học nhé. Rồi, mấy bạn bật cam lên nào. Rồi, hôm trước ta mình đã học xong phần nào rồi ha? À, hôm trước ta mình học xong lesson 2 rồi đúng không? Ok. Rồi, trước khi học bài mới thì cô mời một bạn đọc lại cho cô cái bài này ha. Hôm trước là mình đã điền vào chỗ trống rồi nè. Rồi, bây giờ mình đọc lại cái bài này thử cho cô nhé. Ok. Rồi, cô mời bạn nào đọc đây nào? Bạn Nhân đọc giùm cô nha. We went to the Second Museum together. I buy a basket. My sister see her friends. We eat our sandwiches inside. Xong chưa? Yeah. Ok. Cô mời bạn Thảo Quỳnh đọc lại cho cô nè. Bạn Thảo Quỳnh. Bạn Thảo Quỳnh. Thảo Quỳnh ơi, Thảo Quỳnh có đó không nè? Rồi, chắc là để máy treo rồi ha. Ok. Rồi, bây giờ bạn Thiện Nhân đọc lại cô những cái từ này ha. Từ thì hiện động từ bất quy tắc nhé. I put it, ate, go, went, hear, heard, learned, met, see, saw, think, put, where, were, write, wrote. Ok, rồi tốt lắm ha. Ok, bài tập hôm trước của mình là gì? Để cô xem. Rồi, bài tập hôm trước là phần này mình chưa làm nè. Rồi, hôm nay mình sẽ học tiếp lesson 3 luôn ha mấy bạn. Rồi, lesson 3, Grammar and Songs. Rồi bây giờ cái phần này là cái phần mình luyện học ngữ pháp nha. Và học ngữ pháp, tàu học tiếp tục ngữ pháp ha. Hôm trước mình đã học grammar, ngữ pháp 1 rồi. Được chưa? Mình học gì? Hôm trước là mình học được những cái từ của động, những cái động từ của bất quy tắc. Được chưa? Những cái động từ bất quy tắc. Rồi, mình học được câu phủ định nè. Câu khẳng định nè. Và câu phủ định. Được chưa? Khi mình nói gì, tôi đã đi đến bảo tàng khủng long thì chữ go đó, thay vì mình nói là I go to ha, thì mình sẽ nói là I went to. Được chưa? Rồi, khi mà mình phủ định là mình sẽ tôi không có đi thì mình sẽ nói sao? I didn't go to.
Rồi bây giờ mình sẽ học qua luôn Read and Learn. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ đọc cho cô cái khung này ha. Rồi bạn đọc cho cô cái khung này đi. Câu hỏi của mình là gì? À, để đặt câu hỏi trong thì quá khứ đơn thì mình sẽ có gì? Did cộng cho chủ từ cộng cho động từ V1 là nguyên mẫu, được chưa? Rồi cộng cho túc từ. Hả? Rồi, cô có ví dụ nha. Did they go to a museum? Họ đã đi đến bảo tàng phải không? À, nếu như có thì mình là yes, did, yes, they did. Ha, yes, cộng cho chủ từ ở dưới thẳng xuống. Ha, cộng cho chữ did này. Được chưa? Did đây thì mình sẽ, câu trả lời thì mình sẽ đảo ngược lại là they did. Rồi, tiếp theo. Did Army buy a postcard? No, she didn't. À, bạn Army đã mua được cái postcard phải không? Không. À, cô ấy không có mua ha. Rồi, thì no, she did. Did thêm not vào ha, nếu như câu phủ định. Did not. Nếu như trả lời là no thì mình sẽ thêm not vào. Rồi, she bought a model. À, ok. No, she didn't. Rồi, cái chỗ này là mình đã thêm vô ha. Mình có thể nói no, she didn't thôi cũng được. Nhưng cái này mình thêm thông tin vào. Cái chỗ này là phụ ha. Cô để đây là phụ. Quan trọng của mình là yes, they did và no, she didn't. Được chưa? Giống như mình nói là yes, they are, và no, they aren't. Kiểu như vậy ha, trong thời hiện tại. Hiểu không? Rồi. Tiếp theo, mình có câu gì đây? Which, ok, mình có câu hỏi và đặt câu với chữ which. Which museum did you go to? À, bạn đã đi đến bảo tàng nào? Được chưa? Chữ which này là sao? Có nghĩa là dịch, mình có nghĩa dịch là chữ nào. Rồi. Rồi, cô để đây ha. Chữ which. Để tí nữa cô sẽ gõ trên màn hình với bạn ha. Bây giờ cô giảng trước nha. Rồi, which cộng cho danh từ. Được chưa? Họ đã đi đến bảo tàng nào? Họ đã đi đến một cái bảo tàng khủng long. What did you see? We saw a dinosaur skeletons. Được chưa? Chúng tôi đã nhìn thấy bộ xương khủng long. Rồi, thay vì chúng ta nói là we see đúng không? Thì này là quá khứ rồi. Chữ see nè ha. Thì mình đổi thành chữ saw. Ok. Rồi, bây giờ mấy bạn chép cho cô các câu hỏi này vô tập nha. Rồi, mình ghi là gì? Past simple. Được chưa? Rồi, mình ghép cho cô cái khung này vô tập cho cô. Bạn Thị Nhân có sách không? Bạn Thị Nhân. Dạ có. Rồi, ok. Bạn Thị Nhân có rồi ha. Bạn Thảo Quỳnh có sách không Thảo Quỳnh? Thảo Quỳnh. Rồi, ok. Rồi, nếu như cả hai bạn đều có sách rồi á, thì không cần chép nữa nha. Rồi, mình làm tiếp cho cô luôn cái phần bài tập ở dưới này ha. Write the notes about you, ask and answer. Rồi, bây giờ nếu mà có note rồi á thì mấy bạn không cần ghi nữa, được chưa? Nhìn vô tạo, nhìn vô sách. Rồi, câu bài tập số 2 nè. Người ta có 6, mình có 6 câu hỏi ha. Rồi, bây giờ mấy bạn đọc 6 câu hỏi này cho cô. À, cô mời bạn Thảo Quỳnh đọc cho cô 3 câu hỏi đầu tiên và giải thích nghĩa của nó là gì. Where did you go Có nghĩa là gì nào? Câu này người ta hỏi gì? Tôi đang ở đâu? Tôi hả? Du là mình dịch nhỉ? Bạn đang đi đâu? À, bạn đã nha. Chữ tiết thì là thì quá khứ. Mình sẽ dịch là đã. Bạn đã đi đâu? Ok. Rồi, bạn đã đi đâu? Câu số 2. Did you
see? Bạn đã nhìn thấy gì? What did you eat? Bạn đã ăn cái gì? Đúng rồi, chính xác. Rồi cô mời bạn Thiện Nhân đọc và dịch cho cô câu 4, 5, 6 ha. Who did you see? Bạn đã nhìn thấy gì? Did you Bạn đã nhìn thấy ai ha? Chữ who là mình sẽ dịch là ai? bạn đã nhìn thấy ai? Did you buy anything? Bạn đã mua gì? Did you have a good day? Bạn đã ăn một món tốt cho ngày hôm nay? Đã ăn gì tốt cho ngày hôm nay? Rồi bây giờ mình dịch lại ha. Who did you see? Bạn đã nhìn thấy ai? Được chưa? Mấy bạn ghi chú cho cô, cho tập cho cô. Chữ who này có nghĩa là ai? Who nghĩa là ai? Rồi, did you buy anything? Bạn đã mua bạn đã mua cái gì? Bạn có mua cái gì không? Ví dụ như là bạn đi đến chỗ đó thì bạn có mua cái gì ở đó không? Kiểu vậy, được chưa? Bạn đã mua cái gì không? Câu số 6 nè. Bạn đã có một ngày tuyệt vời chứ? Ha, kiểu như mình đi chơi thì người mình hỏi ồ cái bữa đó như thế nào? Cái bữa đó đi vui không? Được chưa? Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tốt lành, bạn có đã có một ngày tuyệt vời ở đó không? Được chưa? Rồi bây giờ chỗ này. Chỗ này, where did you go on? Mình sẽ cộng cho cái mục địa danh ví dụ ha. Ví dụ, where did you go on Vũng Tàu? Where did you go on Nha Trang? Where did you go on Huế? Được chưa? Where did you go on Hà Nội? Bạn đã làm gì ở đâu đó một địa điểm nữa ha. Chữ on này là có nghĩa là các bạn cộng cho cô địa điểm cho cô ha. Cộng nơi, địa điểm. Rồi. Ok, rồi bây giờ mấy bạn lần lượt trả lời bản thân của mình dưới đây nha. Rồi lấy sách ra ghi cho cô. Điền vào chỗ trống ha, điền tất cả những thông tin này một xíu nữa. Mình sẽ hỏi bạn nha. Bạn sẽ hỏi mình và mình sẽ hỏi ngược lại bạn những cái câu hỏi như này. Ok. Cô cho mấy bạn 5 phút chuẩn bị ha, 5 phút chuẩn bị. Rồi khi mấy bạn điền đầy đủ thông tin rồi đó thì mấy bạn sẽ hỏi đáp với nhau. Mấy bạn lưu ý cho cô là mình sẽ sử dụng thì quá khứ để mình trả lời nha, tại vì những cái câu này đều là thì quá khứ hết. Ok, Ơi. ở dưới cái phần này nè có ghi chi cái câu mẫu là I quét, trời ghi cái đó làm câu trả lời hả cô? À, câu này, where did you go on Saturday? I went to the park. Ok, cái này nó như là câu ví dụ nha con. À, chỗ này mình cộng địa điểm hoặc là cộng thứ cũng được. Saturday hoặc là Sunday hoặc là Monday, kiểu vậy. Được chưa? Rồi, con sẽ trả lời là con đi đâu? Rồi, con nhìn thấy gì ở đó? Và con đã ăn cái gì ở đó? À, con đi, à, bạn này, con đã nhìn thấy ai ở đó ha? Rồi, con có mua gì không? Ý con là câu trả lời là ai quét đúng không cô? Đúng rồi, chính xác. I went to cộng cho nơi của mình ha.
Unit 3. Em làm xong rồi. Rồi, mình làm xong rồi đúng không? Thị Nhân làm xong chưa con? Rồi, Thị Nhân. Bạn Thị Nhân. Mà cô ơi, cho em hỏi là cô. Ơi, hỏi lên đi. Hỏi gì con? Ủa nếu mà ở câu 1 là ai quét chu vậy, câu 2 là ai quét si hay ai quét chu cô? À, câu còn mình phải dựa vào động từ mình trả lời, hiểu không? Ví dụ ở câu 1 người ta hỏi là chữ go thì mình nói là I went to, đúng không? Là I went to, quá khứ của go là went. Rồi câu 2 người ta hỏi gì, what did you see, à bạn đã nhìn thấy gì, thì mình trả lời là I saw. Mình đã học rồi chữ see saw nè. À, em hiểu rồi. I saw. Rồi mình dựa vào động từ ha. Rồi bây giờ làm còn ở dưới này. What did you eat? À mình sẽ nói là I ate. Rồi cộng cho cái món đó. Hiểu chưa? Rồi who did you see? Bạn đã nhìn thấy ai thì là sao? I saw cộng cho cái người đó. Ví dụ I saw my teacher, I saw my sister. I saw my friends, for example, được chưa? Rồi, what did you buy any, did you buy anything? À, cái chỗ này mình phải áp dụng hai cái câu ở trên nè mấy bạn. À, bạn đã mua cái gì? À, thay vì mình sẽ trả lời yes no hai câu cuối cùng 5 6 ha, mình sẽ trả lời yes no nha. Rồi hiểu chưa? Hiểu rồi, có cần làm lại không? Không, em sửa lại xong rồi. Ok. Rồi, bây giờ câu số 1. Bạn Nhân hỏi, bây giờ mình sẽ hỏi nhau trước ha. Rồi, bây giờ cô muốn bạn Hảo Quỳnh hỏi bạn Nhân trước đi nào. Hỏi cho cô một loạt. Bạn Nhân sẽ trả lời ha. Where did you go On gì? Friday? I went to the play. The gì con? The place là the gì? Tiếng Việt là đi đâu? No, không có nói gì chơi là the place được. Mình phải nói cộng thêm một cái địa điểm cụ thể nha. Đi chơi, tiếng Việt là sao? Đi chơi nhưng mà tiếng Anh đâu phải là the play. Chữ play là động từ ha, chứ không phải danh từ. Con phải đổi chữ play thành một cái nơi nào đó cụ thể. Đi đâu chơi? Không có nói the play được. Nói the play là sai ngữ pháp. Bây giờ con phải cộng cho cô cái địa điểm nào đó đi. Ví dụ đi siêu thị, đi công viên. Hả? Sapa hả? Đi Sapa. Rồi, ok. I went to
I went to Sapa ha, không cần the nha. The thì cộng cho ví dụ như là đi chợ hay là đi siêu thị hoặc là đi công viên thì mình cộng the thôi. Sapa là tên địa danh rồi ha, mình chỉ còn I went to Sapa. Ok. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cô nói thì sửa lại nha. Cô nói tới đâu thì sửa lại tới đó nha. Thảo Quỳnh hỏi tiếp. What did you see? Angel Okay, you saw, I saw the mountains. Rồi, ở Sapa thì có núi đúng không? The mountains and gì nó nói nhiều cái ra ha, không phải nói một cái nha. Cô muốn các bạn nói thật là nhiều cái, hai, ba, bốn cái. Rồi, bạn Thiện Nhân ha, cô sẽ ghi thông tin trên đây nha. I went to Sapa. Rồi, what did you see? Là gì? I saw mountain. Rồi, gì nữa nào? Nói nhiều ra. Mountains. Nói gì nào? Còn gì nữa nào? Có cây cỏ không? Có Rồi, cây thì mình nói gì? mountain trees Trees. Rồi gì nữa? and glass. And grass. Rồi gì nữa? Tự nhiên nói cỏ thấy kỳ không? Mình nói hoa đi. Flower đi. Rồi, gì nữa? Mountain tree flowers. Rồi, thôi được rồi ha. Ok, tiếp theo. What? Đọc, hỏi tiếp nè, Thảo Quỳnh. What did you eat? I ate a sandwich and I ate sandwich. Rồi, sandwiches, eggs. Rồi, gì nữa con? meat. Meat, ok. Rồi, tiếp. Who? I show my sister. Rồi, I saw my sister. Rồi, thầy ngoài ra còn thấy gì nữa không? Đi Sapa thấy chị của mình rồi thấy gì nữa nào? Ví dụ. Thấy bạn đi, friend. Ví dụ ha. My friend. Ok, rồi tiếp. Did you buy anything? I put water in vegetable. Did you buy anything thì con phải đầu tiên con phải nói là yes hoặc no rồi con mới kể ra đúng không? Yes, I put water Yes in gì? vegetable. Dựa câu ở trên nào. Yes gì? Yes. I. You đổi thành I. Yes, and it. Ok, yes I did. Đúng rồi đó. Hiểu rồi đó. Rồi, ba cái gì nào? I And bought water and vegetable. Water, vegetable, sandwiches and egg. À, con đã mua cái gì ở đó ha? Rồi, con nói là con mua nước hả? I bought water. Sandwich ở trên có rồi, khỏi ghi nữa ha. Ghi cái nào mình chưa ghi đi cho nó hay. Được chưa? Nhiều từ vựng. Water, vegetable. Rồi gì nữa? Salad. Rồi, người ta hỏi đây là gì?
mua đồ để đi quà quà lưu niệm đó. Rồi tiếp con số 6. Did you have a good day? Yes, I did. Rồi. Yes, I did. Rồi sao nữa? Did you have a good day? Yes, I did. Rồi nói thêm một câu gì nữa cho hay nè. Bạn có một ngày tuyệt vời không? Vâng, tôi có. I enjoy. Nếu bạn muốn hay thêm thì thêm một câu ha. I enjoy my gì? My Friday. Hoặc là có my vacation là kỳ nghỉ của tôi. Ok. Rồi tiếp, bây giờ bạn Nhân hỏi Thảo Quỳnh nhé và Thảo Quỳnh sẽ trả lời. Where did you go on Thursday? To Đà Lạt, không biết học tiếng Anh không? Rồi Đà Lạt thì mình vẫn ghi là Đà Lạt ha, Đà Lạt không những cái danh từ riêng ha, thì mình vẫn ghi y nguyên, mình không có dịch ra tiếng tiếng Anh được mấy bạn ha. Ví dụ I went to Hà Nội, Hồ Chí Minh City, Đà Lạt, Huế, Nha Trang thì những cái từ đó mình không có dịch ra tiếng Anh được. Tiếp. Cho em hỏi cái này đi cô. Đà Lạt cái Đắk Lắk cái chỗ nào không cần quạt cô? Đà Lạt với Đắk Lắk thì sao? Chỗ nào con? Ý là chỗ nào không cần quạt? Không không lạnh đó hả? Không phải không xài quạt. À không xài quạt hả? Cô nghĩ chỗ nào cũng cần quạt chứ. Thì đó em đi đâu mà ấy nó mát rượi không có quạt luôn. Chắc là Đà Lạt á. Rồi tiếp nha. Tiếp. What did you see? I saw I star. em nhìn thấy đồi. Đồi thì mình nói gì? I saw the. Đồi núi thì mình ghi gì? Lim. The hill. Hill là cái đồi nha. The Rồi, rồi gì nữa? cây cà phê. Cây cà phê là coffee tree. Coffee tree. Rồi, gì nữa nào? Cây việt quốc chi. Thôi nói tiếng Anh đi nè. Em không biết đọc tiếng Anh. Cây đó, cây con nói là cây cây gì? Cây Việt Quốc. Cây Việt Quốc hả? Cái từ đó mình chưa học mà. Thì em đâu có biết đâu. Từ đó mình chưa học thì mình ghi tựa từ nào có học thôi ha. Rồi cây Việt Quốc thì blueberry. Blueberry. Blueberry tree. Rồi tiếp theo gì nữa nào? Em dâu. Nói ít thôi, nói cái nào mà nhiều cái chứ không phải như cái đó, những là những cái cây nãy giờ con kể cây rồi, bây giờ con kể hết đi nào. Kể Em những cái khác. dâu. Rồi tiếp câu số 3 đi nè. Con dê. What Rồi, did goat. you eat? Ăn cái gì ở đó? Rồi, I eat rice, meat, rồi gì nữa nào? I eat rice, meat and Ai hay là gì?
Right mid ha, rồi được rồi, tiếp nào. Who did you see? Em nhìn thấy em nhìn thấy bác làm gì lộn làm gì không biết, như con hình như làm nông hay làm rẫy Ừ, rồi đúng okay. I saw farmer. farmer, đúng rồi, chính xác. Rồi gì nữa nào? Ai grandma and grandpa như thế, ông bà của em. Grandparents. Grandparents. Mình học chữ này rồi nhé, sao không nhớ nè? Đó không phải ông bà của em. Rồi tiếp theo, những ông bà cụ đúng không, thì mình không có nói là ông bà của mình, thì mình nói là old people. Ông Rồi bà ông em là sao, nghĩa là ông bà này có phải là người nhà mình không? có em họ em đi chung lên đó chơi. Rồi ok, tiếp câu số 5, 6 nè. You buy anything? No, I did. No thì sao? No, I didn't. Rồi no thì phải thêm thêm not vào nha. Rồi tiếp. Did you have a good day? Yes, I Rồi yes, I did. Rồi. did. I enjoy my Friday. Ừ, I enjoy my Thursday ha, hồi nãy bạn hỏi Thursday mà. Rồi mình phải dựa theo câu hỏi nha, trên này là Thursday nè. Được chưa? Ok, rồi bây giờ mấy bạn đọc lại cho cô cái đọc lại một lần nữa xem có chỗ nào không hiểu không? Có cần cô giải thích thêm chỗ nào nữa không? Có cần cô giải thích chỗ nào nữa không nào? Em tí cô, để em đi lấy cái này cái. Rồi vậy đợi xíu ha, cho mấy bạn 5 phút đọc bài nha. 5 phút hơi lâu thôi, cho mấy bạn 3 phút đi ha, đọc lại coi có chỗ nào thắc mắc á, thì hỏi cô.
Ok, mấy bạn đọc lại cho cô là 6 câu hỏi này, mấy bạn có thắc mắc chỗ nào không? Bạn Thảo Quỳnh. Rồi bạn Nhân. Ok, rồi mình nhìn lên cho cô chỗ này ha. Rồi thôi, mình nhìn lên cho cô chỗ này ha, cô giải thích là chỗ này. Rồi, khi mà câu hỏi với câu hỏi câu câu nghi vấn, câu hỏi về quá khứ ha, thì mình sẽ sử dụng là thay vì tiếng Việt thì hiện tại mình là do the đúng không? Do you go to school today? Yes, I do. No, I don't. À được chưa? Thì tiếng thì bên thì quá khứ mình sẽ sử dụng chữ did ha. Did they go to a museum? Yes, they did. Chỗ này thì chữ they did they thì mình đổi thành they did ha. Ok. Rồi, lưu ý cho cô. Tiếp mình sẽ qua phần số 4 ha. Bài số 3 là viết về những cái mà bạn và những người bạn của bạn đã làm, rồi biết về bản thân của mình và bạn của mình làm cái gì bằng thì quá khứ. Rồi chỗ này mình làm sao nha. Rồi giờ câu bài số 4 mình đọc cho cô bài số 4 ha. Đây là bài hát. Bây giờ mấy bạn cứ đọc trước đi, xong rồi mình sẽ nghe, được chưa? Ở đây mình có ví dụ có từ mới không? Farm có nghĩa là gì mấy bạn? Farm có nghĩa là gì? Nông trại. Rồi, chính xác, farm nghĩa là nông trại ha. Bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào chưa biết thì ghi chú ở nhỏ chữ cho cô ha, chữ nhỏ cho cô là nông trại. Ship nghĩa là con tàu. Ok, ship là con tàu. Rồi, lunch time nghĩa là gì? Giờ ăn chưa? Đúng rồi. Ok. Mình có gì yummy, yummy nghĩa là gì mấy bạn? À Ngon. yummy nghĩa là ngon ha. Ok. Rồi mình có từ này batches nghĩa là gì? Từ đó mấy bạn học chưa? Batches nghĩa là cái huy hiệu ha. Rồi mình đọc là badge. Badge. Được chưa? Badge. Ok, badge. Nghĩa là huy hiệu ha, là khi đi nước nào thì mình có cái huy hiệu, mỗi nước có một cái huy hiệu khác nhau, mỗi nơi. Rồi ok. Bây giờ mình đọc cho cô cái bài này ha, xong rồi cô sẽ cho mấy bạn nghe nha. Rồi cô mời bạn cô mời bạn Tạ Vi Ngọc Vi đọc cho cô đoạn đầu tiên. Yes, Where did you go when you went on your trip? Did you go to a museum or a farm Ok, bạn Thiện Nhân, bạn Nguyễn Thị, Cao Thiện Nhân đọc cho cô đoạn thứ hai. When it was lunchtime, what did you eat? Did you eat a sandwich? And did you Rồi, ok. Đoạn thứ ba, cô mời một bạn, bạn nào? Bạn nào đây? Thảo Quỳnh đi. Rồi. Thảo Quỳnh đọc cho cô đoạn thứ ba nè. I went to a museum and saw painting out a new. I ate a yummy sandwich and I bought this
But it's for you. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe ha. À, mình giờ thử mình dịch cái bài này trước cho cô đi. Quên nữa, mình dịch ra nữa nha. Mời bạn Nguyễn Thiện Nhân nào. Nguyễn Thiện Nhân dịch cho cô cái bài này. Trường học của tôi. Trường học. Sao? My school trip, chuyến đi ở trường của tôi. Chuyến đi ở trường của tôi. Bạn ở đâu? Bạn đã đi đâu ha? Bạn đã đi đâu? Khi dịch nào? Cho đoạn đầu tiên thôi. Khi nào bạn đi chuyến đi của tôi? Của bạn. Của bạn. Bạn đã đi. Sao gì ạ? Đang dịch mà gì tắt vậy? Bạn đã đi đâu? Bạn đã đi bảo tàng hay nông trại, hay chuyến đi ở nông trại? Rồi, hay là một cái chuyến tàu, được chưa? Rồi cô dịch lại đoạn đầu tiên nha. Bạn đã đi đâu nè? Khi nào thì bạn đi cái chuyến đi đó? À, bạn đã đi đến bảo tàng hay là nông trại hay là một con tàu? Rồi, cái đoạn thứ hai cô mời bạn dịch. Cô mời bạn bạn nào dịch cho cô đoạn thứ hai đây? Giơ tay lên. Raise your hand. Em. Rồi, bạn Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Dịch đi con. When is war lunch times? Khi nào bạn ăn trưa? À, cái này là không phải câu hỏi nha. Tại vì sao? Mình đây thấy dấu chấm hỏi không? Mình có thấy dấu chấm hỏi không? Không. Ừ. Thì giờ mình dịch sao? Khi đó là cái bữa trưa. À, khi tới giờ ăn trưa rồi đó. Hiểu không? Khi mà giờ ăn trưa thì bạn đã ăn cái. Ăn cái gì? Cái gì? Ok, rồi dịch lại nào, dịch lại từ đầu. Khi bạn đã ăn trưa, bạn đã ăn cái gì? Một ổ bánh mì. Sandwich. Và bạn ăn một. Và bạn có ăn một ít thịt không? À, đúng rồi. Rồi, nãy con dịch chưa đúng cái chỗ này nha. Khi tới giờ ăn trưa. Được không? Khi tới giờ ăn trưa. Rồi, cái đoạn cuối cùng cô mời bạn. Cô mời một bạn dịch nè. Bạn Thảo Quỳnh đi. Thảo Quỳnh dịch cho cô đoạn cuối ha. Tôi đi bảo tàng và tôi nhìn thấy những bức tranh vẽ cũ và mới. Tôi ăn một cái sandwich thật ngon và tôi thấy một cái nguy hiệu của bạn. Thấy hả? Chữ boss nghĩa là gì? Chữ boss là gì? Rồi, bạn nào nhắc Thảo Quỳnh ở chữ boss nghĩa là gì? Vi, chữ boss nghĩa là gì Vi? Bạn cuối nè, tôi. I bought this badge for you. Chờ là mua. À, huy hiệu chữ của boss bạn. Là, à, đúng rồi, tôi đã mua cái huy hiệu này cho bạn. À, bây giờ, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe bài này ha.
The Dinosaur Museum. Listening 18. Listen and point. Dinosaur. Listening 20. Listen and sing. My school trip. Where did you go when you went on your trip? Did you go to a museum or a farm or a ship? When it was lunchtime, what did you eat? Did you eat a sandwich and did you eat some meat? I went to a museum and saw paintings old and new. I ate a yummy sandwich and I bought this badge for you. Rồi, mình nghe lại thêm lần nữa ha. Listen again. Where did you go when you went on your trip? Did you go to a museum or a farm or a ship? It was lunchtime. What did you eat? Did you eat a sandwich and did you eat some meat? I went to a museum and saw paintings old and new. I ate a yummy sandwich and I bought this badge for you. Right, okay. Rồi mấy bạn về nhà ha, hát lại cho cô bài này nha, đọc lại bài này rồi mình luyện hát ha. Bạn nào có năng khiếu hát thì hát, bạn nào không có năng khiếu thì mình có thể đọc lại cho cô bài này. À, bài tập về nhà mấy bạn là quay video đọc bài này hoặc là hát bài này cho cô nha. Ok, mình qua sách bài tập mấy bạn ơi. Sách bài tập. Rồi, mấy bạn có sách bài tập, mở sách bài tập ra ha. Rồi, hôm trước thì mình còn bài số 2 nào, mình chưa làm bài số 2. Bây giờ mình sẽ điền cho cô những cái từ này ha. Còn bài số, điền từ này mình làm điền chưa mấy bạn? Bài số 2 nè, bài này mình làm chưa? Bạn Nguyễn Thiện Nhân, bạn Trần Cao Thiện Nhân, hai bạn coi làm cô mình làm chưa? Dạ chưa. Rồi chưa đúng không? Chưa rồi mình làm ha. Mình sẽ chia động từ thì quá khứ cho cô được chưa? Những cái chữ này là những cái từ ở thì hiện tại, bây giờ mình sẽ chia cho cô thì quá khứ. Rồi cho bạn 5 phút làm bài này. Em làm rồi. Mình làm rồi thì mình đợi bạn xíu nha con. Hồi hôm thứ ba cô dạy cô. Là cô đã dạy rồi hả? Cô đã dạy rồi. Dạ chưa cô. Hôm bữa cô dạy rồi. Rồi bây giờ dạy rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đọc lại bài này ha. Rồi nếu như dạy rồi thì đọc thử Thông Quỳnh làm cho cô đoạn đầu tiên nha.
Câu 2 hả cô? On Saturday, Tim and his friend Milk played football in the park. Up to us after the game, they were hungry. They were. Rồi thôi bây giờ cô sửa dạy cho nhanh nha. Bây giờ cô sẽ sửa từng câu nha. Rồi chỗ này be dạng quá khứ thì mình là có was và were đúng không? Was và were. Nhưng mà chỗ này là số nhiều là đây cho nên mình sẽ dùng were. Rồi câu số 3, number 3, cô mời bạn Vy đi. Mình điền từ gì Vy? Yes, teacher là hát. Đúng rồi, they had that lunch. Number 4, cô mời bạn Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Was. Okay. Was hay là were nào? Was ha. Rồi, câu number 5. Cô mời bạn Nguyễn Thiện Nhân. They finish. Cộng gì? ED. Ok. Number 6. Mình điền từ gì nè, Thảo Quỳnh? Bữa chơi đi trước kìa. Rồi. Rồi, bây giờ Phi nào. Phi điền cho cô chỗ này nha. Yes, teacher là work him ED. Rồi, chính xác nha. Work ED. Number 7, Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Hát. Rồi, hát. Number 8, Nguyễn Thiện Nhân. Yes. What như nào? Maybe. Ok. Number 9. Quỳnh. What? Thêm. What? Thêm ED. Ok. Number 10. Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Number 10. Tidy tip. Tidy cộng cho ED. Như vậy đúng không? Như vậy đúng không? Dạ không. Chữ y dài thành y. Rồi chính xác ha, y dài thành y ngắn. Rồi mấy bạn lưu ý cho cô những cái từ nào mà tận cùng là y dài mấy bạn sẽ đổi thành y ngắn khi mình thêm ED vào nhé. Tương tự mình cũng đổi thành y ngắn cho những cái từ mà thêm ex được chưa? Ví dụ chị mình có từ activity nghĩa là hoạt động đúng không? Rồi hoạt động là động từ, mình thêm ex vào thì mình sẽ nói sao? Activities. Rồi mình sẽ đổi thành y dài thành y ngắn cho cô, lưu ý cho cô ha. Rồi tiếp theo mình hôm nay mình ra chỗ này. Rồi bài số 1, read and circle the time markers by Sonia Diary. Rồi bạn ghi cho cô chữ diary có nghĩa là nhật ký. Diary có nghĩa là nhật ký. À, mình sẽ đọc và khoanh tròn vào cái những cái thời gian, cái cột mốc thời gian được chưa? Và viết lại cái nhật ký của bạn Sonia. Rồi, ở đây người ta có ví dụ ha, khoanh tròn vào cột mốc thời gian có nghĩa là sao? Nghĩa là mình những cái cột mốc thời gian ví dụ như là thứ bảy tuần trước. Ok.
Rồi bây giờ mấy bạn tìm cho cô những cột mốc thời gian trong cái bài này nha. Rồi, những cái cột mốc thời gian đó thì có những cái hoạt động gì? Ví dụ hôm thứ bảy là sao? My birthday có nghĩa là sinh nhật của bạn Sonia. Rồi ngày chủ nhật thì có gì? Ngày thứ tư, thứ năm thì có gì ha? Ok, cho mấy bạn 5 phút làm bài này ha. Ok, mình làm cho cô thử nè mấy bạn. Rồi, last Saturday là mình có là gì? Ví dụ là my birthday, đúng không? Tiếp theo mình có cột mốc nào nữa nào? Cô mời bạn Thiện Nhân, Nguyễn Thiện Nhân. Sunday. Sunday là chỗ nào? Four days ago, nghĩa là thứ mấy đây? Wednesday. À, mình có 4 ngày trước. Thì là thứ mấy? Thứ tư đúng không? À, ngược lại ha, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ok, Wednesday. Rồi, mình có Wednesday là gì? Mình sẽ điền cái từ gì trong chỗ này? Wednesday mình có hoạt động gì đây? Her party. Đúng rồi, her party. Chính xác ha, very good. Tiếp, cô mời bạn Cao Thiện Nhân. Mình có gì nữa nào? Tìm tiếp cho cô ha. Yes, Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Monday. To Monday. Rồi, vậy thì cái keyword của mình trong bài này là gì? Play in a basketball game. Mình chỉ nói cái keyword là cái cột mốc thôi, time marker thôi, time marker. Tương tự chỗ này thì mình sẽ khoanh chỗ nào? Two days ago, nha. Yeah. 2 ngày trước là Monday. Rồi, từ Monday mình sẽ điền từ gì trong cái cột kia? Play in a basketball. Rồi, mình sẽ nói là play in basketball game
at school? Rồi bây giờ mình sẽ nói chỗ này là sao? School đi ha, cô để chữ school nha. Rồi tiếp, cô mời bạn Vi tìm tiếp cho cô nè. Mời Vi nè. Yes, teacher. Sunday. Sunday. Mình có từ gì? Mình có cái keyword là gì nè? At school. À, yesterday nha. Mình phải khoanh tròn trước. Rồi, at school. Rồi, school luôn nha. At school. Rồi, tiếp theo. Thảo Quỳnh. Dạ, cô là... Có được tính từ last nay không cô? Có. Từ last night. Last night. À, tối hôm qua đúng không? Last night. Rồi, mình có keyword là gì? Cô ơi, cái từ R, E, S, T, A, U, R, A, N, T, ý là gì vậy cô? Đây mình học là, có nghĩa là nhà hàng ha. Mình học rồi từ này, restaurant. 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 Today là Friday rồi đúng không? Rồi, vậy là last night là tối hôm qua. Tối hôm qua có nghĩa là bữa nào? Thứ sáu. À, đúng rồi, thứ sáu. Rồi, thứ sáu thì mình sẽ điền là... thứ sáu ở đâu? À, ở đây đúng không nè? Rồi, mình sẽ nói là had dinner in a restaurant. Rồi, mình ghi chữ restaurant cho cô ha. Rồi, sao nữa? Còn chữ Sunday. Sunday là nãy bạn Vi nói đúng không? Bạn Vi nói. Hôm qua chứ, hôm qua là Sunday. À không. Rồi, mình hôm nay là Friday nè. Thì mình sẽ giữ cái cột mốc là hôm qua là gì? Thursday, được chưa? Rồi, Thursday thì là at school. Rồi, ok. Chữ Sunday này, khoan để cô check lại nha. Bây giờ mình sẽ xem lại coi đúng không nè. Tổng cộng những cái này đúng chưa? Rồi, cột mốc của mình là hôm thứ sáu. Today, Friday. Rồi, mình sẽ dựa theo chỗ này để mình nói tiếp những cái hoạt động tiếp theo. Rồi, last Saturday. Thứ bảy tuần trước. Là sinh nhật của bạn Sonia. Ok, này là rồi. Tiếp, 4 days ago. 4 ngày trước. 4 ngày trước là tính ngày thứ mấy đây? Thứ 6. Thứ 6 rồi tới thứ 5, thứ 4, thứ 3 và thứ 2. Rồi. Vậy thì cái này là thứ 2 đúng không? Bạn Thiện Nhân làm chỗ này đúng không? Rồi, vậy chỗ này mình sai rồi mấy bạn ơi. Chỗ này mình sẽ điền là gì? Party nha. Mình sẽ dựa vào chữ today nè. Mình sẽ điền chữ party mới đúng nha. Mấy bạn sửa lại giúp cô. Rồi, chữ Monday mình sẽ điền là party. Chứ không phải là school. Rồi, tiếp theo. 2 ngày trước, 2 days ago.
hai ngày trước thì tính từ ngày thứ sáu trở về trước là thứ mấy? Là thứ tư. Rồi, mình sẽ có chỗ này là gì? School ha. School. Makes it lane, make it spawn đó. Makes it spawn game. Rồi, tiếp theo mình có là yesterday là hôm qua. Hôm qua có nghĩa là thứ năm. Mình làm gì vậy? À, ở trường luôn. Được chưa? Trường luôn. Rồi, chỗ này đúng rồi nè. Last night, tối hôm qua. Tối hôm qua là tối thứ năm ha. Tối hôm thứ năm thì mình sẽ cộng cho chữ restaurant cho cô. Cộng cho restaurant. Yesterday là hôm qua ở trường. Và tối hôm qua, buổi ban ngày ở trường. Nhưng mà buổi tối thì mình ở nhà hàng, restaurant. Rồi, tiếp. Mình có... vậy là xong rồi đó mấy bạn. Rồi, mình sửa cho cô nha. Sửa cho cô. Chỗ này. Party, school, school and restaurant. Rồi, những cái chỗ này mấy bạn xóa đi dùm cô ha. Cột đầu tiên xóa đi ha. Chỉ ghi 3 cột này thôi. Ok, được chưa? Rồi, tiếp theo mình làm cho cô bài số... bài số 2. Where were you at this time? Write the sentences. Ok, bây giờ mấy bạn sẽ trả lời cho cô. Viết cho mình cái câu tự do ha. Mình làm gì? Mình làm gì? Mình gặp ai? Mình đi đâu? Gì đó vân vân. Tùy mấy bạn. Nhưng mà những cái câu đó mấy bạn sẽ thêm cho cô những cái từ này. Ha. Ví dụ, I go to school yesterday. I go, mình làm gì vào đó vào mùa hè lần năm ngoái. Được chưa? Rồi, mình tự viết cho cô những câu này ha, 5 câu. Rồi, cho bạn 5 phút làm bài này ha. Rồi, câu số 1, cô mời bạn Cao Thiện Nhân. Câu số 1, cô mời bạn Cao Thiện Nhân.
Yes, teacher. Rồi mình làm đi, rồi mình đọc cái câu của mình lên. Yes, teacher. I was. At home yesterday. I was at home yesterday. Okay. Rồi. Mời một bạn nữa nè, câu số 1. I was at home yesterday. Rồi, chính xác ha. Rồi, cô mời một bạn nữa nè, bạn Vi. Yes, teacher. I went to the park yesterday. Okay. Chính xác, number 2. Hảo Quỳnh. I to go back to the year. Ai gì? I go to the park. Go là sao? Này mình đang nói về thì quá khứ mà. Mình sẽ nói thành go thành chữ gì? I went to the park. I went. Hiểu không? Con hiểu không? Cái câu của con là gì? Tôi đi đến công viên đúng không? Thì yeah, mình sẽ đổi chữ go thành chữ went. Tại vì cái này là thì quá khứ rồi. Rồi, the park. I went to the park 2 days ago. 2 days ago. Rồi, tiếp. Hiểu mình hiểu chỗ này không? Hiểu rồi con. Rồi nhớ ha, mình phải đổi thành thì quá khứ cho cô. Tiếp theo, mời bạn Cao Nguyễn Thiện Nhân nè. Yes, teacher. Nguyễn Thiện Nhân nha. I play football. Two days ago. Ok, rồi tiếp câu số 3. Cô mời bạn Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. I went to school Last Saturday. Okay, thank you. Mời bạn Quỳnh câu số 4 nè. I went to go school. Mấy bạn sử dụng từ when hoài luôn nha. Mấy bạn đổi cho cô chữ khác đi. Mình học rất là nhiều động từ nha. Đổi thành chữ khác nào. Để em nhập sách ra đây. Mình đổi cho cô từ khác thử nha. Rồi làm trước câu số 5 trong khi đợi bạn Quỳnh nè. Bạn Nguyễn Thiện Nhân. Rồi bạn Quỳnh nói trước đi nè. Nhanh lên. I learned to school. I learned. Tôi học, học cái gì? Học cái gì? I learned cộng cho một cái gì? Ngôn ngữ. Hoặc là cộng cho một cái bộ môn nào đó. I learned English. Đúng rồi, I learned English. Sao nữa? Last. Last summer. Mình có hiểu cái đề đang nói gì không? Mình phải viết một câu và cái câu đó mình phải cộng những cái từ này vào. Ok, bạn Nguyễn Thiện Nhân làm câu số 5 nè. I studied
I studied math last night. I studied March last night. Okay, chính xác ha. Rồi, chữ studied này mình thêm y dài, đổi thành y ngắn và thêm y đi. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, hôm sau thì mình sẽ học tiếp lesson 4 ha. Rồi, bài này mấy bạn có thắc mắc gì không? Không. Dạ không. Rồi, mấy bạn không thì hôm sau mình học nha. Mình học hôm thứ ba mình sẽ học tiếp. Rồi, cô lưu ý cho mấy bạn ha, mình sử dụng những cái từ này là thì quá khứ đúng không? Thì mình phải đổi những cái động từ này thành động từ quá khứ là mình sẽ thêm ed, hoặc là sử dụng những động từ bất quy tắc mà mình đã học. Được chưa? Rồi, đừng có quên nữa ha. Rồi, mấy bạn, goodbye. Cô, em hỏi cô. Rồi, mấy bạn, có bạn nào có câu hỏi thắc mắc thì mình ở lại. Bạn nào không thì mình ao lắm ha. Rồi, bạn nào thắc mắc? Quỳnh. Vô năm học mới, cô dạy sách lớp 5 được không cô? À, sách lớp 5 hả? Dân. Ok. Cái này mình phải hỏi lại thầy Giang nha. Con bây giờ con nhắn tin cho thầy Giang. Con hỏi thầy Giang thử giúp cô ha. Con mẹ, nó nhờ mẹ nhắn tin cho thầy Giang hỏi là sách lớp 5 và mình muốn học sách nào. Hoặc thầy Giang đồng ý và các bạn trong lớp đồng ý thì mình sẽ chuyển sang sách lớp 5. Đồng ý em mà chừng nào vô năm học với cô. À ok, cái đó chuyện là năm học thì mình nói giúp cô nha, nói thầy Giang. Rồi ok mấy bạn ha. Rồi không có thắc mắc gì nữa thì mình vào lớp giúp cô. Bye teacher. Rồi goodbye.